Kính thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm đến 50% phí, lệ phí cho doanh nghiệp. Thời gian đề xuất giảm phí và lệ phí là từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Như vậy, đây là năm thứ tư liên tiếp Bộ Tài chính đề xuất giảm phí lệ phí để hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng đề xuất này cần sớm được thông qua, đi kèm với những giải pháp thiết thực khác để chính sách hỗ trợ đúng đối tượng. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 10 đến 50% đối với 36 khoản phí, lệ phí, trong đó có 21 khoản phí giảm tới 50%. Đề xuất này chủ yếu tạo ưu đãi cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, tăng đầu tư. Nếu như các loại phí, lệ phí hỗ trợ được với mức đó thì cũng là một cái điều kiện rất tốt để doanh nghiệp có thể là tối ưu được chi phí và đề xuất được những cái phương án về mở rộng thị trường cũng như là chăm sóc khách hàng cũ và phát triển thị trường mới. Bên cạnh giảm phí, lệ phí, nhiều doanh nghiệp cho rằng điều cần nhất lúc này chính là thực thi triệt để và phổ biến thông tin ưu đãi phí, lệ phí đến doanh nghiệp kịp thời hơn. Doanh nghiệp làm các cái giấy chứng nhận và các giấy phép thì nó có hai cái khoản phí, một cái khoản phí chính thức là đóng vào theo cái quy định của Bộ Tài chính. Và những cái khoản phí khác thì doanh nghiệp phải duy trì cái bộ máy nhân sự và các cái chi phí khác để thực hiện các cái thủ tục giấy tờ để đạt được các cái chứng nhận này. Cho nên nếu như nhà nước đơn giản các thủ tục hành chính và các cán bộ mà thực thi hỗ trợ cho doanh nghiệp cái việc thực thi đó nó đơn giản hơn rất nhiều thì cái đó nó sẽ tác động đến hai mặt. Một là tác động đến mặt tâm lý là doanh nghiệp rất là yên tâm và thoải mái và không tốn thời gian để làm. Và cái thứ hai là thật sự giảm chi phí với một số tiền rất lớn. Thực tế, các quy trình hành chính công thành phố Hồ Chí Minh hiện nay khá đơn giản, rất cụ thể thời gian nhận và trả hồ sơ, cán bộ thực thi cũng tích cực hơn. Điểm sáng này kết hợp với đề xuất giảm phí, lệ phí sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp tăng trưởng. Muốn như vậy, đề xuất phải chú trọng đến thực tế thị trường đang chậm tăng trưởng, doanh nghiệp rất cần thời gian để hấp thu chính sách. Từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 thì là một khoảng thời gian có thể nói là chưa có thể đánh giá được tính hiệu quả ngay. Bởi vì bối cảnh tình hình chung trong nước và quốc tế nó khá ảnh hưởng. Và mình chưa biết dự báo được cái tín hiệu tích cực của thị trường trong cái thời gian đó. Vì vậy cho nên nếu thực sự để cái chính sách này nó tác động và nó có hiệu quả đối với doanh nghiệp thì cân nhắc cái việc gia hạn chính sách này đến năm 2024. Theo Bộ Tài chính, số tiền phí, lệ phí đã miễn giảm trong năm 2020 và 2021 là khoảng 2.000 tỷ đồng một năm, còn trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 900 tỷ đồng. Nhiều chuyên gia đánh giá mức giảm phí, lệ phí này không ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu ngân sách. Vấn đề quan trọng nhất là chính sách được triển khai hiệu quả và kịp thời sẽ tạo lực đẩy rất lớn để doanh nghiệp mạnh dạn tăng trưởng.